sau việc mang bầu cũng tăng 20-30 kg, xuống sắc không phanh đến mức khó nhận ra. Phan Như Thảo. Phan Như Thảo là một người mẫu nổi tiếng với thân hình thon gọn săn chắc. Vậy nhưng khi mang bầu với chồng đại gia, cô cũng không giữ được vóc dáng mà tăng cân không phanh. Như Thảo cho biết, thai kỳ cô tăng đến gần 50 kg. Cô hài hước tự gọi mình là bà bầu ố nhất thế gian. Nguyên nhân người đẹp mang thai là do chăm chút quá kỹ, do trước đó từng bị sảy thai. Dù tăng cân và xuống sắc nhưng Như Thảo vẫn được chồng đại gia yêu thương, thậm chí sau sinh, cô không giảm cân ngay. Anh còn thẳng thắn tuyên bố, vợ vẫn đẹp nhất. Diễn viên Vân Trang, tháng 1/2016, Vân Trang tổ chức đám cưới hoành tráng với doanh nhân Hữu Quân. Chỉ một thời gian ngắn sau kết hôn, người đẹp đã có bầu. Kể từ sau khi chính thức chia sẻ thông tin có thai, cô hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Sau này Vân Trang mới tiết lộ cô tăng cân khá nhanh, mặc dù trước đó cô bị ốm nghén khủng khiếp. Vì tăng cân nhanh nên vóc dáng nữ diễn viên thay đổi khá nhiều, gương mặt cũng béo lên trông thấy. Nhưng sau sinh không lâu, Phương Trang đã nhanh chóng lấy lại phong độ với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ. Ca sĩ Phương Vi không giống như nhiều bà mẹ nổi tiếng khác bị áp lực trong việc tăng cân, giữ gìn nhan sắc khi mang thai, Phương Vi lại rất thoải mái. Không những tăng cân nhiều, Phương Vi còn chấp nhận để làn da bị đen. Vì ngay khi tắm nắng trong thai kỳ để con hấp thụ đủ vitamin D. Sau sinh, Phương Vi cũng không vội giảm cân mà cô chọn cách ưu tiên việc cho con bú. Chính vì vậy, khi xuất hiện trước công chúng sau sinh 3 tháng, cô đã gây bất ngờ, thậm chí là thất vọng cho người hâm mộ khi vẫn giữ một thân hình béo ú. Nhật Kim Anh, thời điểm Nhật Kim Anh mang bầu, cô giấu kín đến tận khi sinh mới tiết lộ. Chia sẻ lý do, nữ ca sĩ cho biết, vì tăng cân quá nhiều nên Kim Anh sợ cả nhà chê xấu, không dám chia sẻ trong những tháng đầu tiên. Cô cho biết vì thời gian đó cô về Cần Thơ dưỡng thai nên được bố mẹ chồng tẩm bổ rất nhiều. Sau sinh nở, mặc dù rất nhớ sân khấu và muốn trở lại công việc sớm hơn, sau sinh 1-2 tháng, nhưng vì không thể giảm cân được nên cô không tự tin xuất hiện trước người hâm mộ. Thanh Tú, kể từ khi kết hôn với đại gia, Thanh Tú gần như im hơi lặng tiếng. Xung quanh những tin đồn đang mang thai, cô cũng hoàn toàn im lặng. Tuy vậy, từ những bức ảnh Thanh Tú chia sẻ trên mạng xã hội, ai cũng nhận ra khuôn mặt cô thay đổi tròn hơn và mất nét vì đang mang thai. Phạm Thanh Thảo. Phạm Thanh Thảo là một mỹ nhân khác thay đổi khá nhiều khi mang thai. Trước đó, cô có thân hình và gương mặt thon gọn thanh thoát. Khi mang thai, người đẹp tăng cân thấy rõ. Cổ cô lộ rõ ngấn, mũi nở to khiến tổng thể gương mặt thiếu cân đối. Chiến thắng Thái Lan, cầu thủ Việt Nam lập tức có hành động không ngờ khiến dân mạng xúc động. Đằng sau phút giây ăn mừng chiến thắng, chiếc áo số 21 của Đình Trọng đã được thấy trên sân Chan Arena. Tối ngày 5 tháng 6, đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải đấu giao hữu King Cup 2019 đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Ở những phút cuối bù giờ, Xuân Trường kiến tạo đẳng cấp giúp Anh Đức ghi bàn mang lại chiến thắng 1-0 cho tuyển Việt Nam. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, những ngôi sao vàng cùng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã không giấu nổi niềm vui sướng. Một lần nữa chúng ta đã đánh bại các cầu thủ Thái trên đất nước của họ. Đằng sau phút giây ăn mừng chiến thắng, chiếc áo số 21 của Đình Trọng đã được thấy trên sân. Tại các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện hình ảnh Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường dương cao chiếc áo số 21. Đằng sau phút giây ăn mừng chiến thắng, chiếc áo số 21 của Đình Trọng đã được thấy trên sân. Đình Trọng hiện đang phải nghỉ thi đấu để tiến hành phẫu thuật và cần ít nhất 6 đến 7 tháng bình phục hoàn toàn chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ khác áo câu lạc bộ Hà Nội sẽ nói lời chia tay với phần còn lại của mùa giải V-League 2019 và SEA Games cuối năm tại Philippines. Nhưng nhìn xem, những người đồng đội của anh thật tuyệt vời, chiếc áo ấy, con số ấy vẫn được tôn vinh trên sân, ghi danh vào chiến thắng đầy tự hào của dân tộc. Fan Hà Nội bày tỏ niềm xúc động. Hình ảnh đẹp ấy của các cầu thủ đã chạm vào trái tim hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Hầu hết, ai cũng xúc động và tự hào về tình đồng đội của học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cứ mỗi trận đấu nào diễn ra, cả đất nước Việt Nam lại sáng lên trong mình một niềm tự hào và một trái tim đang rung lên theo từng pha đi bóng. Cảm ơn đội tuyển các anh đã làm rạng danh nước nhà, tự hào lắm vì là con người Việt Nam, thành viên Ngọc Linh chia sẻ. Vắng Đình Trọng, mình thấy thiếu một chút gì đó trong trận đấu, nếu như có em, có lẽ Việt Nam đã ghi bàn từ trong hiệp chính. Hy vọng Trọng sớm quay lại sân cỏ, nickname Phú Lâm bình luận. Bạn Lam Quỳnh bày tỏ, thương Trọng thực sự, cảm phục tấm lòng của các cầu thủ áo đỏ. Các em dù chiến thắng nhưng vẫn không quên người đồng đội ấy. Chúc Trọng mau khỏe và tiếp tục cống hiến cho đội tuyển sau khi bình phục nhé em. Trong khi đó, hình ảnh chiếc áo số 21 xuất hiện trên sân lại khiến bạn Vân Anh nhớ đến khoảnh khắc mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Xuân Trường không quên những đồng đội thiếu may mắn ở Hoàng Anh Gia Lai.
Tôi nhớ ngày Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, trong khi đồng đội đang ăn mừng chiến thắng, Xuân Trường lặng lẽ mặc chiếc áo mà sau lưng, ghi vội tên của Tuấn Anh và Văn Thanh. Các cầu thủ của chúng ta chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. Các em không những tài năng mà còn sống tình cảm luôn yêu thương nhau, Phương Anh xúc động. Đặng Văn Lâm chia sẻ xúc động sau trận thắng Thái Lan, gần nửa năm ở Thái mà bây giờ mới được cười thật tươi. Cầu thủ Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ vô cùng xúc động sau khi Việt Nam thắng Thái Lan tại King Cup 2019. Vừa qua, trận đấu gay cấn giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tranh cơ hội đi tiếp tại King Cup 2019 đã diễn ra trong sự háo hức của đông đảo fan bóng đá. Với cú đánh đầu của tiền đạo Anh Đức ở phút 94, Việt Nam đã có thể lần nữa ngẩng cao đầu. Trước chiến thắng xuất thần trên trang cá nhân, thành thủ Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ xúc động. Đặng Văn Lâm viết, gần nửa năm ở Thái mà bây giờ mới được cười thật tươi. Chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Bóng đá là những cảm xúc khó có thể diễn tả được và nó đã đem lại cho tôi một niềm tin, động lực duy nhất lúc này. Cảm ơn những người anh em tuyệt vời, thật vinh dự khi được làm đồng đội của mọi người. Chia sẻ đầy xúc động của thủ thành Đặng Văn Lâm sau khi chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0. Đã thi đấu trên đất Thái cho câu lạc bộ Mông Thông United một thời gian. Nay vẫn mảnh đất đó, nhưng chàng thủ môn Đặng Văn Lâm lại được đứng trong khung thành của đội tuyển khác, một đội tuyển anh luôn tự hào mỗi lần nhắc tới. Dù trong trận đấu Văn Lâm chưa thực sự thể hiện xuất sắc, thế nhưng trận đấu thắng lợi này cũng khiến anh cũng như đội tuyển Việt Nam chứng minh cho người Thái thấy được bản lĩnh. Đây chính là dấu chấm hết cho chuỗi ngày liên tiếp thất bại của Đặng Văn Lâm trên đất Thái. Ngay sau đó, người hâm mộ đã gửi lời cảm ơn tới Đặng Văn Lâm và chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng trước Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ. Không chỉ Đặng Văn Lâm, các cầu thủ đã không thể giấu nổi niềm vui bằng chia sẻ trên mạng xã hội. Lão tướng Anh Đức, người hùng hai lần giúp đội tuyển Việt Nam tự hào với bạn bè quốc tế, bàn thắng có 1-0-2 ngay giờ phút chót của anh khiến hàng triệu người hâm mộ như vỡ òa. Sau chiến thắng, Anh Đức đã lên mạng xã hội gửi lời cảm ơn gia đình cũng như người hâm mộ vì đã luôn theo sát anh cũng như đội tuyển. Lại một lần nữa Anh Đức trở thành người hùng của cả nước Việt Nam. Dù thiếu may mắn với cú dứt điểm của mình, chàng tiền đạo Công Phượng lại một lần nữa khiến người hâm mộ tiếc ra mặt. Thế nhưng bằng sự thi đấu hết mình, Công Phượng đã thể hiện rất tốt khi liên tục áp sát khung thành đối phương. Sau trận đấu đầy đau thương về thể xác, Công Phượng đã có thể chia sẻ rất hài hước trên mạng xã hội. Lẩu hơi cay nên mình uống tí nước. Chia sẻ hài hước của Công Phượng khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà nước họ. Bên cạnh đó, loạt cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đăng tải hình ảnh thể hiện niềm vui hân hoan trước chiến thắng đội tuyển chủ nhà Thái Lan. Phan Hậu cũng chia sẻ khoảnh khắc thi đấu của mình trên sân, trận đấu vô cùng quyết liệt. Trong khi đó, dù không được trực tiếp ra sân, do đang điều trị chấn thương, Đình Trọng vẫn luôn theo dõi và cổ vũ cho tinh thần thi đấu của đồng đội. Người hâm mộ theo dõi trực tiếp trận đấu đã không giấu nổi sự xúc động. Khi thấy hình ảnh các cầu thủ của tuyển Việt Nam cầm theo áo đấu của Đình Trọng lúc khai trận, chưa hết khi cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, các anh vẫn không quên nhận lấy chiếc áo của Đình Trọng để cùng chung vui. Dù không được thi đấu, Đình Trọng vẫn luôn theo dõi và cổ vũ các đồng đội của mình. Chúc mừng chiến thắng của đội tuyển, bóng đá là những cảm xúc khó có thể diễn tả được và nó đã đem lại cho Trọng một niềm tin, động lực duy nhất lúc này. Cảm ơn những người anh em tuyệt vời, thật vinh dự khi được làm đồng đội của mọi người. Báo Châu Á, Việt Nam làm Thái Lan choáng váng, pha tác Văn Hậu xứng đáng thẻ đỏ. Tờ báo Châu Á ấn tượng với cách mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giao sầu cho Thái Lan và cho rằng trọng tài chính đã nương tay cho đội chủ nhà ở pha bóng mà Văn Hậu bị tác trong hiệp 2. Trước trận đấu giữa tuyển Thái Lan gặp Việt Nam, truyền thông xứ Chùa Vàng đã dự đoán đây sẽ là một cuộc chiến khốc liệt với phần thắng sát nút 1-0 dành cho voi chiến. Thế nhưng dự đoán này rốt cuộc đã không thành hiện thực bởi sau 90 phút vô cùng căng thẳng thì những gì mà voi chiến phải nhận chỉ là một thất bại bi kịch trên sân nhà. Chứng kiến cách thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Thái Lan, tờ báo Fox Sports ASEAN đặt dòng tiết Việt Nam với bàn thắng ở phút cuối cùng đã làm choáng váng chủ nhà Thái Lan. Tác giả viết, trong một cuộc đối đầu nảy lửa tại Chan Arena, nơi bầu không khí luôn sôi sục thì chủ nhà Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Thế nhưng đội chủ nhà vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Việt Nam. Đứng phút bù giờ cuối cùng, xuất phát từ quả phạt góc của Xuân Trường, Anh Đức tung cú đánh đầu. Dù đưa bóng nhắm thẳng vào vị trí của thủ môn, nhưng không hiểu bằng cách nào đó thủ môn này đẩy trúng bóng nhưng vẫn không thể ngăn chặn trái bóng bay qua anh ta rồi nằm gọn trong lưới. Trong một bài viết khác,
thì lại đặt dòng tít cổ động viên Việt Nam nổi giận trên mạng xã hội sau khi chứng kiến các pha phạm lỗi của Thái Lan. Theo tác giả, thì pha bóng mà cầu thủ Thái Lan tát Văn Hậu trong hiệp 2 là tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Truyền thông, xã hội đầy rẫy những bình luận về cách cầu thủ Thái Lan dùng bạo lực để thi đấu với Việt Nam. Trong một clip đặc biệt, cầu thủ của Thái Lan thậm chí đã xuất hiện để tát vào mặt Đoàn Văn Hậu sau khi cho rằng người đồng đội của mình là Subhachok bị Duy Mạnh phạm lỗi. Đây là tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng trọng tài chính lại bỏ qua. Trong khi đó, website của AFC lại tỏ ra khá thất vọng với thất bại cay đắng của thầy trò huấn luyện viên. Về thế trận thì Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 1, họ đã tạo ra một số cơ hội dù không thể ghi bàn. Trong khi đó, Thái Lan có cơ hội tốt nhất để mở tỷ số ở phút 17, nhưng cú sút của Subhachai lại đi vọt xa. Hiệp 2 chứng kiến Thái Lan thi đấu mạnh mẽ hơn, khiến hệ thống phòng ngự của Việt Nam phải vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, khi hai đội đang chuẩn bị cho loạt sút luân lưu, Anh Đức lại ghi bàn đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu để ấn định chiến thắng, đưa Việt Nam vào trận chung kết gặp Curaçao.